Hi, xin chào cả nhà và đến với kênh chia sẻ cây thuốc quanh tàng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một loại cây mới nha, đó là cây lá lốt nha. Trong các video trước tôi đã nói về công dụng của lá lốt trị về xương khớp rất là hay nha. Nói về riêng về xương khớp thì cây lá lốt là một loại cây được điều trị rất là nhiều bệnh về xương khớp, đặc biệt là các bạn có thể nấu ngâm chân để trị các bệnh về đau nhức. Các bạn có thể kết hợp với muối và nấu và ngâm chân nha. Còn riêng về đau răng thì mình có thể nấu để ngậm để trị sâu răng nha. Và hôm nay là một bài thuốc nữa là tôi muốn chia sẻ đến cả nhà, đó là bài thuốc là trị mồ hôi tay chân nha, mà người ta hay còn gọi là phong thấp đó. Có nhiều bài thuốc nói về phong thấp, là đầu tiên là có thể là các bạn phân bò đi xong thì mình có thể là mình còn nóng thì mình áp cái tay vô, đó là trị mồ hôi tay chân. Còn riêng tôi thì đây là một bài thuốc là từ cái lá lốt này mình có thể sử dụng trị là hôi mồ hôi tay chân là nó chảy ra đó. Thì các bạn có thể sử dụng như cái một cái bài thuốc mà tôi đang nghiên cứu và cô đã chỉ cho nhiều người sử dụng nha. Thì các bạn có thể lá lốt thì các bạn có thể nơi nhà nào nhiều thì các bạn cũng có thể hái cả rễ cả thân cả lá của nó nha, 5 kg. Các bạn đem về và các bạn cắt nhỏ, rửa sạch cắt nhỏ và các bạn đem phơi một nắng duy nhất để cho nó héo. Và các bạn sa vàng hạ thổ, có nghĩa sa vàng hạ thổ là sao? Sa vàng hạ thổ là mình có thể là mình bắt lên bếp mình sao cho cái cọng lá lốt nó vàng, vàng vừa phải và các bạn bỏ vào trong cái bao và các bạn lấy cái nhang và các bạn chọc mấy cái lỗ lại cho nó thoát khí nha, thì nó sẽ cái lá lốt nó sẽ không bị mốc nha. Và mỗi sáng trước khi thức dậy thì các bạn bóc 2 nắm nha, 2 nắm thì tầm khoảng 30 gram và các bạn cho vào trong cái ấm và các bạn đổ vào đó là 1 lít nước nha, và đun nấu như nước chè, uống thêm nước hàng ngày. Và nếu như có thì mình làm uống liền trong ngày và không được để nước qua đêm nha, bởi vì lá lốt mà để qua đêm là nó hơi rất là khó uống nha. Các bạn uống liên tục trong vòng 7 ngày, uống trong vòng 7 ngày là 1 tuần, và các bạn nghỉ 3 ngày, và các bạn uống hết 1 tháng xịt thì có bệnh đổ mồ hôi tay chân sẽ có kết quả nha. Ngoài ra thì lá lốt này là một cái gọi là các bạn có thể trị được cái chứng tê tay buốt 10 đầu ngón tay nè, thì tôi cũng có nói chia sẻ trong kênh rất là nhiều rồi. Các bạn có thể sử dụng và các bạn bỏ trang với muối và các bạn hơ tay để cho cây lá lốt này nó thấm vào trong 10 đầu ngón tay, đó là cái 10 của huyệt đạo của mình. Xung quanh tôi có rất là nhiều cây lá lốt rất là nhiều. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng rễ của nó, các bạn ngâm rượu để xoa bóp tay chân nha. Liều dùng thì tôi cũng cho sẵn rồi, liều dùng của cái lá lốt này là các bạn có thể sử dụng là 5 kg, cả thân cả rễ và lá luôn nha. Hoặc là các bạn cũng có thể nấu canh hàng ngày ăn cũng được. Một ít lá lốt các bạn có thể kết hợp chung với mấy loại khác nữa để nấu canh. Thì lá lốt này thì nó uống rất là tốt, nó điều trị về xương khớp. Có nhiều người thì người ta họ giã lá lốt ra, họ xào với giấm hoặc muối để bó vào vết thương trật khớp nha. Đó. Rồi sẽ có dịp tôi sẽ quay về bài thuốc là xong về phụ khoa về cái cây lá lốt này cho cả nhà được biết. Trị cái chứng gọi là phụ khoa ở phụ nữ ngứa rồi đó, tôi sẽ quay riêng ra một bài. Thì hôm nay là trị về mồ hôi tay chân, thì các bạn tôi chỉ cho các bạn áp dụng bài thuốc nó như vậy. Các bạn cứ lấy khoảng 5 kg và các bạn thái, nếu mà không có nhiều thì các bạn cứ nhổ nhiều thì càng tốt. Các bạn cứ mỗi sáng một buổi sáng như vậy là tầm mình sử dụng là 30 gram khô là được rồi. Các bạn sắc với 1 lít nước nha. Và nấu thì nấu, mình nấu với lửa liu riu thôi, mình đừng có nấu lửa cao quá thì nó không có ra được hết cái dược tính ở trong cái lá lốt này. Và nếu như các bạn cảm thấy bài thuốc của tôi là có ích cho thì mà các bạn like và share video của tôi cho mọi người biết thông tin thêm về các cây thuốc. Và tôi sẽ cố gắng để tìm những cây thuốc để quay cho cả nhà. Hành trình tìm cây thuốc của tôi đó rất là còn dài, mà động lực của tôi là nếu như những bài thuốc của tôi điều trị được cho nhiều người thì đó là động lực để cho tôi cố gắng tiếp theo vào những bài thuốc khác nữa. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các video khác nha. Và ngoài ra thì cái cây lá lốt này rất là dễ trồng. Các bạn có thể là ở ngoài bây giờ đã có bán hạt, thì các bạn có thể gieo hạt và tưới ẩm ẩm thì nó sẽ mau lên nha. Còn tôi thì tôi cắt cái rễ già của nó và tôi dầm xuống đất thì nó lên nha. Rồi, chào cả nhà và
tôi xin tạm dừng video ở đây ạ. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ.